Hello mọi người, thì hôm nay là một ngày chủ nhật gần cuối tháng 12 rồi. Và ở thị trấn nơi mà mình sống có tổ chức một cái sự kiện lễ hội đường phố. Thì hôm nay mình với mấy đứa bạn của mình sẽ đi review cho mọi người xem là cái lễ hội cuối năm ở Nhật Bản này nó như thế nào nha. Giờ mình đã đến cái nơi diễn ra lễ hội rồi. Thì bây giờ mình đi vào đây, mình gửi xe, sau đó là mình đi dạo ra con phố này. Ok, bây giờ mình sẽ đi review cho mọi người xem là cái lễ hội đường phố ở đây nó có những cái gì nha. Đây là gà chiên, mì bầu. Đi dọc theo con đường này thì hai bên đường có bán rất là nhiều đồ ăn nha. Sushi nè, sandwich nè, takoyaki nè, xúc xích nướng, hay là những cái viên kẹo tẩm đường. Nói chung là không thiếu đồ ăn ở đây đâu, nhưng mà giá nó cũng hơi đắt đấy. Ở đây có biểu diễn nghệ thuật đường phố này. Những cái người này thì mặc kimono, người thì đánh trống, người thì đánh đàn, người thì thổi kèn, tạo ra một cái không khí rất là nhộn nhịp luôn. Du khách đến đây khi thấy cái đoàn biểu diễn này đi ngang thì đều đứng lại xem và chụp hình hay là quay phim lại để dành lưu lại những cái clip. Quẹo phải vào bên trong này thì có một cái sân khấu biểu diễn đánh trống về nghệ thuật dân gian của Nhật Bản. Thì bây giờ mình ghé vào đây mình xem thử coi là ở đây nó biểu diễn cái gì nha. Sau khi đi một vòng rồi quay lại cái chỗ này thì bây giờ cái sân khấu này nó đã chuyển sang dành cho trẻ con rồi. Thì bây giờ trẻ con ở đây nó đang nghe nhạc và nó nhảy theo nhạc.
Sau khi đi dạo vòng quanh cái con phố này xong rồi thì bây giờ mình đi đến cái nơi để mình mặc kimono và trải nghiệm trà đạo ở Nhật Bản. Bây giờ là có sensei người Nhật tới dẫn mình vô trong này. Bây giờ vô đây mỗi người là đóng 500 yên xong rồi thông báo tên. Cái cô này là đang thu tiền. Thì khi đến đây mặc kimono là mình đã đăng ký với cô giáo trước rồi. Thì cô giáo là cái cô mặc áo cam đứng ở đây này, là cô giáo này ở bên lớp Volantia, thì có rủ tụi mình là hôm nay ở đây có lễ hội thì tới đây mặc kimono, sau đó thưởng thức trà đạo để trải nghiệm coi là uống trà đạo ở Nhật thì nó như thế nào. Thì ở đây là những cái bộ đồ kimono này cô giáo đây đã chuẩn bị sẵn cho tụi mình rồi. Hôm nay tụi mình đi cũng đông, tầm 7-8 người lận. Thì đây bây giờ là mình đang mặc quần áo vào này. Cái áo màu xanh dương này thì nó hơi dài so với mình nên là cô giáo đổi qua một cái áo khác, một cái bộ đồ khác cho nó vừa với mình hơn. Thì kimono mặc ở đây nó không có mặc quần nha, nó chỉ có những cái lớp áo như thế này xong rồi quấn quanh người thôi. Thì bây giờ mình mặc một cái lớp áo trong đầu tiên, sau đó là sẽ cuộc một cái cọng dây màu trắng này, cuộc coi như là một cái thắt lưng ấy, nhưng mà không có buộc guốc lại nha, chỉ là nén nén nó vào thôi. Sau khi mặc cái lớp áo đầu tiên thì bây giờ cô giáo lại khoác thêm cho mình một cái lớp áo khác ở trong, rồi lại tiếp tục buộc thêm một cái cọng dây màu trắng nữa để cố định cái áo này lại. Sau khi mà cuộn cái cọng dây màu trắng lại xong thì bây giờ cô giáo sẽ lấy một cái cọng đai lưng màu đen để quấn quanh cho mình lại. Thì cái cọng dây đai lưng màu đen này nó cực kỳ dài luôn, quấn chắc cũng phải 3-4 vòng gì đấy thì quấn lại. Sau đó là ở phần phía sau thì cô giáo sẽ chắc là buộc theo hình một cái nơ hay gì, tại vì ngoài sau thì mình cũng không có để ý được mình buộc theo cái hình gì.
sau khi mà buộc một cái đai lưng xong thì bây giờ là cái bước cuối cùng, thì chỉ cần mặc một cái áo khoác là cái lớp ở bên ngoài vào là coi như là xong. Và cuối cùng thì mình sẽ được đính một cái cọng dây như là cái sâu chuỗi vậy đấy, thì nó coi như là cái trang sức của cái bộ kimono này. Và sau đó thì cô giáo sẽ chỉnh cho mình coi là cái bộ y phục của mình nó có bất tiện cái chỗ nào hay không. Và cuối cùng là kết thúc. Sau khi mà mặc kimono xong rồi thì bây giờ đi chụp hình thôi. Đúng ra thì cái bộ kimono này là phải đi chung với một cái đôi dép lào bằng gỗ, nhưng mà tại vì tụi mình đi đông người quá nên là cô giáo chuẩn bị không có đủ những cái đôi dép, nên thôi mình mang đôi giày tạm. Để giày ở đây, sau đó là lấy một cái đôi dép ở đây. Đây là kiểu những cái nhà sàn gỗ của Nhật, xong rồi có vườn cảnh ở trong nhà. Đi đâu đấy? Thì ở đây là mình sẽ bước vào trong cái nhà này để mình uống trà. Sau đó là ông bán. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn bánh, uống trà ở cái phòng này. Thì cái phòng này nó giống như là một cái phòng khách ở Việt Nam vậy đấy, nhưng mà nó được lót bằng chiếu tatami này. Sau đó là ngồi ở đây thì phải ngồi theo cái kiểu truyền thống của người Nhật là phải quỳ gối. Còn mấy cô người Nhật ở đây thì đang chuẩn bị cho mình những cái bánh. Trước khi là mình uống trà thì mình sẽ được ăn cái bánh này. Cái bánh này gọi là cái bánh mochi. Thì cái vỏ ngoài nó làm bằng bột dẻo, còn cái nhân ở trong là cái nhân đậu. Thì ở đây người ta làm bằng cái nhân đậu đỏ, vị của nó thì rất là ngọt. Tại vì uống trà rất là đắng nên là trước khi uống trà mình phải ăn một cái bánh này để cho nó có một cái vị ngọt. Nó sẽ giúp làm giảm cái vị đắng của trà. Thì cái cách ăn cái bánh này là ở trên mình đang cầm cái bánh lên, thì ở trên đó nó có một cái cây gỗ nhỏ, thì mình sẽ dùng cái cây gỗ đó mình cắt cái bánh ra làm đôi, sau đó mình ăn. Nhưng mà nó dẻo quá mình cắt không được nên là mình cắn mình ăn luôn. Sau khi ăn xong thì mấy cô này lại dọn cái vỏ bánh xuống, sau đó là mang những cái tách trà lên. Cụ mà dùng để uống trà thì gồm một cái đồ giống như là một cái cây chổi nhỏ nhỏ vậy, với là một cái bát to, nó to hơn cái chén một xíu. Sau đó là mình dùng một cái muỗng này này, mình múc hai muỗng mình bỏ vào cái chén này.
Sau khi múc cái bột trà xanh này bỏ vào cái chén xong thì mấy cô người Nhật này sẽ chế vào đây một tí nước sôi thì khoảng chừng 100ml thôi. Sau đó là mình cầm cái đôi mấy cái chổi này đánh lên. Nhưng mà cô người Nhật nói là đánh cho nó mạnh lên, cho nó nổi bột lên thì nó mới thơm được. Mà thật sự là cái hương trà xanh matcha nó rất là thơm luôn. Thì đây mình đánh nó lên bột luôn này. Thì phải đánh lên bột uống nó mới ngon nha. いただきます。で、ちょっと2回ほど回して。お茶は模様を避けるという。はい。じゃあ、では好きなように飲んでください。はい。苦いですよ。少し初めての場合は苦いと思うかもしれません。 甘がかった方が美味しいんですね。これはね、お濃いとは。ちょっと苦いけど、後からね、口の中はふんわり甘い感じがすると思います。そうですね。で、カフェインもあの大体こんなんっていうのを知ってたらすでも自分で来ていただけるかと思います。はい。じゃあ足も痛かろうと思いますので、はい、これでおしまいいたします。ありがとうございました。どうぞ立ってください。足痛いでしょ。はい。足痛いでしょ。大丈夫？はい。 Tê chân quá mọi người à. À. Tê chân lắm rồi à. Sau khi uống trà xong thì mình với mấy đứa bạn của mình đi ra đường dạo thêm một vòng nữa. Thì ai có chụp hình gì đó thì chụp hình. Xong thì lại quay về chỗ cũ để thay đồ ra. Sau đó là hello mọi người nha. Thì bây giờ là mình đi dạo qua cái phố này đây. Mặc kimono này. Trời bây giờ thì lạnh lắm nha. Mọi người đều mặc áo phao hết này. Đây là cái con đường sáng mình đi. Nhưng mà sáng mình đi mình mặc đồ bình thường. Giờ thì mình mặc. Ở đây có một cái đền thờ thì mình quẹo vô đây mình chụp thêm mấy tấm ảnh nữa, sau đó là mình quay lại mình đi về. Thì đền thờ đây là cái cổng này, thì bây giờ mình sẽ vô đây mình chụp hình một xíu. Ở đây có học sinh nó thổi kèn này. Wow, đi vòng ở đây thì đi vô cũng được.
Christmas cả. Đây là cái chỗ lúc sáng mà mình mặc kimono này, thì bây giờ mình quay lại đây, mình trả những cái bộ y phục này, sau đó là mình thay đồ và mình đi về thôi.